check xong rồi thì chỉnh cho chị mắc Red ID lên 32. Đối với GCC và Kitchen River. Nếu mà không cần deploy code hay gì cả. Còn nếu không thì tạo tác cho chị để khi nào mà quy trình nó xong thì làm. Và nốt vào đây là việc của em nhá. Nếu mà bên chị Thủy cần ưu tiên thì cứ làm. Cái đó là cái server của chúng mình.